Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm bữa nay chúng ta học là phẩm Hiện Bửu Tháp thứ 11. Bây giờ chúng tôi đọc cái phần chánh văn trước, có gì cần thuyết giảng chúng tôi sẽ giảng sau. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần. Từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không, các món vật báo trao dồi 5.000 bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cả cõi nước. Các phan lộng đều dùng bảy thứ báo, vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi rưới mạng, hoa mạng đà la cúng dường tháp báo. Các trời khác và rồng dạ xoa, càng thác bà Atula, cao lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân và phi nhân, nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả những hoa hương, chuỗi ngọc, phan lộng, kỹ nhạc mà cúng dường tháp báo, đồng thời cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Bấy giờ trong tháp báo vang tiếng lớn ra khen rằng: hay thay Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Diệu Pháp Liên Hoa. Đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều là chân thật. Đây là cái phẩm mà theo chúng tôi nó hết sức là quan trọng. Phẩm này nói lên cái chỗ ngộ Phật tri kiến, tức là từ trước giờ chúng ta học là khai, thị, tới phẩm thứ tư. Từ thứ nhất tới thứ tư là khai, từ thứ đây, từ thứ tư tới phẩm này là thị. Phẩm này bắt đầu gọi là ngộ Phật tri kiến. Cho nên chúng ta cố gắng nghe những phần sau, nó có tính hết sức là quan trọng trong công phu tu hành. Thì đầu bản Hiện Bảo Tháp này, Đức Phật diễn tả cái tháp bằng bảy báo được trang trí bằng tất cả những chất báo như là lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, vân vân, tất cả những cái quý báo đó mà hôm trước chúng ta đã một lần giảng trong cái xe trâu rồi, phải không? Chúng ta nên nghe lại. Tức là tất cả những cái công hạnh tu hành được kết tinh lại để bây giờ cái đó nó hiện ra và nó chứa dung chứa Đức Phật ở trong đó. Và chính Đức Phật ở nơi đó, ở trong tháp báo đó hiện ra và khẳng định lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói từ trước giờ trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Và tất cả những lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù là giảng dạy như thế nào, dù là phương tiện để cứu độ chúng sanh ở thấp hoặc là ở tình độ cao, hoặc là ở cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, tất cả những lời nói pháp của Đức Phật đến giờ phút này Pháp đã bảo hiện ra và công nhận điều đó là đúng, và nhất là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì đây là cái màu đầu của bản kinh, của cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Và phẩm này là phẩm hiển bày cái Phật tri kiến để cho tất cả chúng sanh đều nhận được. Thì trình tự trong phẩm này chúng ta sẽ thấy: bây giờ bốn chúng thấy tháp báo lớn trụ giữa hư không, lại nghe trong tháp báo vang tiếng nói ra, đều đặng pháp hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay rồi đứng vào một bên. Lúc đó có vị Đại Bồ Tát trên là Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của tất cả chúng trời người Atula vân vân trong thế gian mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà tháp này từ đất nổi lên lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế?
Lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức, vô số cõi nước. Ở phương Đông có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành thành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: nếu ta được thành Phật sau khi đã diệt độ cõi nước mười phương, có chỗ nào nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen ngợi rằng: hay thay, Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời, người bảo các tỳ kheo rằng: sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một cái tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ ở mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước, toàn thân Phật trong tháp khen rằng: hay thay, hay thay, Đại Nhạo Thuyết, nay tháp của Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên từ dưới đất nổi lên mà khen rằng: hay thay, hay thay. Ở đây Đại Nhạo Thuyết thấy, cũng như toàn chúng bắt đầu thấy một điều hết sức là lạ, thì sanh pháp hỷ, tức là thấy vui, mà vui trong chánh pháp chứ không phải vui một cách bình thường như chúng ta là vui cười theo kiểu thế gian. Và khi cái tháp báo hiện ra trước đại chúng và công nhận cái lời nói của Đức Thế Tôn chúng ta là đúng rồi, thì toàn chúng bắt đầu sanh pháp hỷ. Sanh pháp hỷ, hôm trước chúng ta đã giảng thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn đó, không phải sung mãn. Vì vậy là tất cả đại chúng đều được tắm mình trong chánh pháp và vui với niềm vui đã nhận được đạo lý. Lúc này mặc dù chưa hiểu cái nguyên nhân, cái nguồn gốc cái tháp này từ đâu ra, cái tháp thì từ dưới đất mà vọt lên. Hãy nghĩa này một chút nữa chúng ta lần lần sẽ tháo gỡ. Và tháp này được toàn thân Như Lai từ nghìn xưa đã có phát lợi thệ, tức là muốn nói lên cái thủy giác, tức là cái chỗ mà sâu màu nhất của tự tánh của chúng ta. Khi mà chúng ta đủ tất cả những công hạnh tu hành thì cái này bắt đầu hiển lộ, này bắt đầu hiển lộ. Còn người nào công phu chưa tới thì cái này chưa hiển lộ. Tức là khi cái này hiển lộ rồi, tức là cái Phật tri kiến bắt đầu lộ bài từ đây cho suốt cái quãng đời còn lại của chính mình. Cho nên người nào mà công hạnh tu hành đủ đến chỗ này thì Phật tri kiến bắt đầu lộ ra. Và khi Phật tri kiến lộ ra thì chúng ta đủ cái sức để có thể khẳng định rằng cái điều mình tu từ trước như là đúng. Giống như lời Đức Phật Đa Bủ khen Đức Phật Thích Ca của chúng ta là tất cả lời nói, tất cả việc làm của ngài từ trước giờ là đúng. Có nghĩa là trong nhà Phật, trong nhà thiền gọi là người đó đã đủ lòng tin với chính mình. Ngang đây là không, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Mà không phải mình không nghi, mà chư Phật mười phương cũng đã chứng minh rõ biết điều này. Một phen chúng ta ngộ tánh, một phen chúng ta nhận được tri kiến Phật, thì lúc đó chúng ta đủ con mắt huệ để không còn nghi lầm bất kỳ một cái pháp môn nào nữa. Bây giờ ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát do sức thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát: Phật Đa Bảo có nguyện sâu nặng, nếu lúc tháp của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn nghe, muốn đem thân ta chỉ bài cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sao thân của ta mới hiện ra? Đại Nhạo Thuyết: các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các cõi nước trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lại lại cúng dường. Bây giờ Đức Phật phóng một lần hào quang sáng nơi lông trắng giữa chặng mài, liền thấy 500 muôn ức Na Do Tha hằng hà xa cõi nước ở phương Đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo, y báo làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó. Khắp nơi dân màn báo, lưới pha báo phủ trên, Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt lành mà nói các pháp. Và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó, vì chúng sanh mà nói pháp, phương Nam, phương Tây, bốn phía trên dưới, tướng lông trắng chiếu đến cũng lại như thế. Lúc đó các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường tháp báo của Đa Bảo Như Lai. Ở đây bắt đầu chúng ta thấy một cái điều quan trọng trong Phật pháp là khi mà cái tháp báo hiện ra, tức là lời nguyện của Đức Phật Đa Bảo nguyện rằng, tức là khi tháp báo hiện ra rồi mà người nào muốn thấy thân Phật ở trong cái tháp Đa Bảo đó
thì tất cả những Phật phân thân ở mười phương pháp giới phải tụ về. Thì ở đây nó có hai ý. Một ý thứ nhất, nếu chúng ta muốn thấy cái chân thật thực sự bên trong của mình thì chúng ta phải không còn bất kỳ một cái vọng niệm nào hướng ra bên ngoài cả. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mình nghĩ Sài Gòn, mình nghĩ cái chuyện ở nhà mình nghĩ cái chuyện ở bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ gì đó, bây giờ không được nghĩ nữa, tắt hết tất cả những vọng niệm đó. Thì khi chúng ta đạt được cái không vọng niệm xảy ra, tâm chúng ta nó đi sâu vào trong định đó, thì chúng ta mới nhận được cái Phật tánh của chính mình. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Và điều này nó cũng đúng, nhưng thực sự đây ở tầm thấp. Điều thứ hai là ở đây trong kinh nói là Phật phân thân, chứ không phải là ý niệm chúng sanh phân thân như chúng ta. Cho nên nếu giảng cái nghĩa này có khi nó đúng theo cái lý, nhưng nó sẽ lệch. Vì ở đây không còn là chúng sanh sanh tâm nữa, mà là Phật phân thân. Có lẽ là những cái thấy, cái biết của chúng ta là cái thấy biết giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chứ không còn có cái thấy khập khểnh. Đây là điều chúng ta phải biết. Lúc mà tự tánh chúng ta hiện là tất cả những ý niệm chúng ta đều là ý niệm giác ngộ giải thoát. Chúng ta nhìn bên trái cũng là sự giác ngộ, nhìn bên phải cũng là giác ngộ, đằng trước cũng là sự giác ngộ, ở đằng sau cũng là giác ngộ. Và mười phương pháp giới khi chúng ta phát khởi ý niệm ra đều là ý niệm giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì lúc đó mới được gọi là Phật phân thân. Đó là một tầm thứ hai. Cho nên khi một cái hành giả tu tập trong đạo Phật mà toàn thân của chúng ta, toàn tâm của chúng ta khởi lên bất kỳ một ý niệm nào, trong đó còn ý niệm si mê, thì biết rằng tự tánh chưa hiển lộ. Tất cả những ý niệm chúng ta đều là ý niệm giác ngộ hoàn toàn, thì Phật tri kiến mới lộ bài. Còn nếu còn ẩn tàng một ý niệm của một chúng sanh, hoặc là một ý niệm chúng ta chỉ hiểu về vô thường, hoặc là thậm chí chúng ta hiểu về lý không theo cái tầm của Bồ Tát, lúc đó Phật tri kiến vẫn chưa hiển lộ. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên chỗ này là chỗ hoàn toàn giác ngộ của một hành giả trong cái giai đoạn này, là giai đoạn hết sức quan trọng, chuẩn bị hòa nhập vào cái tự tánh bát nhã, chuẩn bị hòa nhập vào cái tri kiến Phật, là tất cả những cái ý niệm, tất cả cái động niệm được sanh ra đều là những cái động niệm giác ngộ là hoàn toàn. Chúng ta phải hiểu tầm này, chứ không phải là chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ nọ gọi là Phật phân thân. Điều đó là một cái điều đúng, nhưng mà ở tầm rất là thấp. Và nếu nói khác đi, nó còn bị một chút lệch lạc. Do đó từ trước giờ chúng ta cũng được nghe, chúng ta cũng được học, chúng ta được hiểu là chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, bây giờ chúng ta không được quyền nghĩ nữa, thì tập trung lại như vậy chúng ta cũng tập trung được, nhưng Phật chúng ta đâu hiện được, đúng không? Chúng ta có nhiều lần chúng ta không còn khởi ý nghĩ nào, nhưng mà chúng ta đâu có thấy được Phật, phải không? Đây là điều mà chúng ta đã từng công phu và đã từng nhiều lần không khởi nghĩ niệm nào, nhưng mà Phật vẫn không hiện, Tháo Đạo Bảo vẫn không hiện, đúng không? Vì vậy một hành giả tu Pháp Hoa cho đến cái độ tất cả những cái động dụng trong tâm đều là động dụng giác ngộ hoàn toàn, không được quyền có một cái nhìn thiên lệch. Cho nên ở đây quý vị thấy khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bây giờ ta bắt đầu hội tụ tất cả những Phật phân thân của chúng ta, của ta về, thì liền khi đó ở lông trắng giữa chân mày phóng cái luồng hồng quang, tức là cái thấy biết mà lìa hai bên là cái thấy biết giác ngộ giải thoát. Cái ánh sáng lìa hai bên đó, tức là ánh sáng trí huệ giác ngộ hoàn toàn, thì trong ánh sáng trí huệ giác ngộ giải thoát đó có tất cả các Phật phân thân ở mười phương pháp giới. Nhưng mà đó cũng là một tầng thấp nữa. Đó là một tầng thấp nữa. Một tầng cao, đây là cái sự thật trong cảnh giới của Phật, là khi một vị đã chứng đạo như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, một lần trong một giây ngồi đây để nói chuyện với một pháp hội hiện tiền ở đây, đủ sức đi mười phương pháp giới để thuyết tất cả các cõi trong đó. Đây là sự thật trong cảnh giới của chư Phật nha. Tức là những người đã chứng quả vị Phật, những vị chứng A-la-hán không đủ tầm này. Nhưng ví dụ như Ngài Bần Đặc trong cái thời của Đức Phật, vừa chứng quả A-la-hán là hiện ra 1000 vị để quét ở vườn xoài liền, đúng không? Tức là một lúc vị đó khi chứng được quả thánh thì đủ sức để hiện ra 1000 muôn thân, nhưng mà làm trong cái tầm rất là bình thường. Nhưng mà ngược lại, những vị A-la-hán không đủ sức để phân thân mười phương pháp giới thuyết pháp cho tất cả các cõi nghe. Nhưng riêng những người đã chứng đạo rồi, đây là điều chúng ta phải biết trong cảnh giới của chư Phật. Một người chứng quả Phật rồi, trong một sát na tâm của mình, là vị đó đi khắp mười phương pháp giới để thuyết pháp hoàn toàn. Đây là cái điều rất thật trong cảnh giới của chư Phật. Trong cảnh giới giác ngộ của chư Phật thì gọi là thiên bá ức quá thân, điều này rất là đúng. Thiên bá ức quá thân không có nghĩa là phóng ý niệm theo cái kiểu nghĩ của chúng ta nữa, mà rõ ràng là ngàn muôn cái Đức Phật Thích Ca đã đi mười phương pháp giới thuyết pháp thiệt. Đây là điều chúng ta phải biết thêm nha. Chỗ này là cái chỗ có thật
của chư Phật, tất cả chư Phật đều có cái lực dụng này thì mới chứng quả vị Phật. Cho nên nếu chứng tới quả vị Phật không phải đơn giản, đừng nghĩ là chung 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 như chúng ta tưởng, không có đâu. Ví dụ như cái thần thông của vị A-la-hán, ví dụ muốn biết cô này chú này nghĩ cái gì thì vị đó phải định lại. Định lại rồi bắt đầu hướng tâm về thì sẽ biết người này đang nghĩ cái gì. Nhưng mà nếu là Đức Phật, trong một sát na tâm 1 triệu người ngồi trước mặt Đức Phật thấy rõ 1 triệu kiếp của mình liền, trong một sát na thôi. Đó là trí huệ của chư Phật, phải hơn gấp triệu triệu lần những vị A-la-hán. Cho nên Đức Phật quở các vị A-la-hán là không sai, không sai đâu. Trí tuệ của Đức Phật nó siêu tuyệt đến mức độ mà chỉ cần trong một chớp mắt của chúng ta thôi, biết tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới này nghĩ cái gì, làm cái gì, đang buồn khổ như thế nào và căn nghiệp của nó như thế nào, 1 triệu năm nữa nó sẽ ra sao. Một chớp mắt thôi Đức Phật bị hiểu biết hết hoàn toàn. Đó là trí huệ của chư Như Lai. Và đây là trí huệ thật. Và cái chuyện phân thân cũng như vậy nha. Chúng ta phải hiểu chỗ này thực sự không phải là quyền quật, mà pha học không cách nào nó tới chuyện này. Cho nên là muôn đời pha học không thể nào theo kịp đạo Phật. Đây là cái sự thật. Bây giờ mới thấy được cái trí tuệ của chư Như Lai thực sự là khủng khiếp. Vì cái lúc mà chúng ta chưa chứng đạo á, chúng ta nghĩ chuyện chỗ từ đây chúng ta nghĩ đến thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ là ý niệm chúng ta tác nghĩ về đó thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta thành đạo là nghĩ tới Mỹ, là chúng ta ở tới bên Mỹ. Một ý niệm tác ra là chúng ta liền ở chỗ đó. Cái người mà người chết á, thì gọi là tác niệm để sanh thân á. Ví dụ như bây giờ chúng ta mà có gặp một cái người mà bị lên đồng lên cốt á, giờ ngồi đây hỏi bây giờ ông có giỏi ông coi coi chị tôi ở dưới Cà Mau đang làm gì, thì trong chớp mắt họ trả lời là chị đó đang quét nhà hay là đang nấu cơm liền, trong thoáng chốc thôi. Thì người cõi âm họ làm được điều này, tức là thân của họ không chịu cái tác dụng của quy lực vật lý thì họ đủ sức đã làm chuyện đó rồi, là trong cõi giới âm á, chưa có phải là cái người gì giỏi. Còn riêng Đức Phật Thích Ca khi đã chứng quả rồi thì toàn bộ cái cõi ta bà này không có cái gì được quyền cản, không có cái gì có thể cản trở được cái lực dụng của Đức Phật. Do vậy mà một tác niệm Đức Phật phân thân khắp 10 phương pháp giới thuyết pháp, đồng thời nếu muốn thuyết kinh pháp ba này thì một lượt thuyết kinh với 10 phương pháp giới, với hàng triệu triệu cái hành tinh khác, một lúc Đức Phật thuyết được. Đây không phải là chuyện quyền quật. Và chỉ có những người mà phải nói là ở cái tầm vóc thật sự lớn mới có được quyền hiểu và thông cảm tới chỗ này. Còn nếu không, chúng ta chỉ nghĩ rằng phân thân của Đức Phật là chúng ta nghĩ ở đằng này, chúng ta nghĩ đằng kia, chúng ta nghĩ đằng nọ, bây giờ chúng ta không nghĩ, gọi là gom lại ý niệm, thấp lắm. Chỗ đó là cái chỗ suy nghiệm do cái đầu của chúng ta thôi. Nhưng mà thật sự cảnh giới kia thì khác. Đó là cái chỗ đến thực của tất cả những vị biết được cái chỗ chân thật, chứng được cái Phật tri kiến, là các vị có khả năng này. Chứ không phải là ngộ tánh là một chuyện rất là bình thường, không phải như vậy. Chúng ta không phải ngộ được lý tánh rồi thấy cái này không dính, thấy cái kia không dính, thấy cái nọ không dính là đủ, không phải vậy đâu. Chỉ là mới cái cửa ngõ ban đầu để đi vào con đường tu tập thôi. Cho nên khi mà chứng được quả vị thì người đó đủ sức ngồi đây nói chuyện quý vị, nhưng mà đủ sức lên cõi trời để nói chuyện cho chư thiên nghe, đi tất cả các cõi trời để thuyết cho tất cả các chư thiên nghe nếu các vị cần. Và trong bất cứ giờ phút nào các vị đó cũng đủ sức phân thân, chứ không cần phải là nhắm mắt để nhập định, gần như không còn qua cái chuyện đó nữa. Đối với các vị mà chứng quả A-la-hán thì cần muốn biết chuyện gì, muốn sử dụng thần thông thì trong một sát na các vị nhắm mắt lại nhập định là sử dụng thần túc thông dời cái chùa này đi chỗ khác. Nhưng Đức Phật không cần. Những vị mà chứng quả, những vị Đại Bồ Tát trở lên thì không cần chuyện đó, chỉ cần trong nháy mắt 1 triệu cái chùa này cũng dẹp đi nữa, không cần phải nhắm mắt lại nhập định đâu. Tức là lực dụng các vị nó đến cái tầm độ đó. Đây là cái chuyện thật của chư Phật mười phương. 1 triệu ngôi sao mấy ông muốn gom lại quơ tay cái gom để trước mắt liền. Đó là sự thật. Khi mà một vị đã chứng quả vị Phật là tất cả những cái lực dụng đó đều có. Thành ra chúng ta phải hiểu và phải tin điều này có thật đối với cái lực dụng của tất cả những vị đã chứng quả Phật. Phải thấy được cái chỗ nhiệm màu của tất cả chư Phật, là chính bản thân Đức Phật Thích Ca phân thân hàng muôn ức Đức Thích Ca Mâu Ni để đi tới hàng muôn ức thế giới mà thuyết pháp trong thời Đức Phật đã chứng đạo. Do cái tâm từ của Đức Phật trải rộng khắp mười phương thì không chỗ nào mà Đức Phật không tới để thuyết đạo được cả. Và tới đó cũng tùy chúng sanh đó được nghe bằng âm thanh, được nghe bằng ánh sáng, hoặc được nghe bằng cái gì đó, thì lúc đó Đức Phật phân thân đủ sức để thành cái ngôn ngữ của cõi đó mà thuyết pháp cho cõi đó nghe. Chứ không phải là chúng ta người Việt tới đó nói tiếng Việt, hoàn toàn không xử lý bằng chuyện đó nữa. Mà tới cái cõi mà họ cần ánh sáng để hiểu việc thì tự động Đức Phật phân thân đó hiện ra ánh sáng đó liền. Tới cái cõi đó mà cần hiểu về âm thanh thì các vị phóng bằng âm thanh hiện ra liền. Đây là cái điều rất có thật. Cho nên chúng ta phải hiểu
ở nhiều cấp độ cái việc thân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta ở cấp độ thấp thì chúng ta được quyền hiểu là do chúng ta khởi niệm nhiều, chúng ta không định thì chúng ta không thấy được cái chiều sâu ở bên trong của mình, tức là không thấy được tự tánh. Thì bây giờ chúng ta phải dứt trừ tất cả những vọng niệm. Thật ra ngưng tất cả những vọng niệm nó chỉ là dẹp được cái tưởng ấm thôi. Tới đâu mà thấy được tánh, không có đâu. Phải vượt luôn cả hành ấm vào, qua luôn cả thức ấm, thì người đó mới gọi một lần ngũ quẩn gia không, thì mới nhận được cái tự tánh cái đó. Đó, thì tất cả những cái ý niệm phân thân dù thô thiển, dù tinh tế, một phen bạc dứt thì tự tánh hiện lộ, tức là Phật tri kiến bắt đầu lộ bài. Tức là lúc đó mới được quyền mở cửa tháp Đa Bảo này. Thì chính Đức Phật đó bắt đầu mới nói chuyện với chúng ta. Đó là cái sự thật. Và cái tầm cao hơn nữa là phải thấy rằng tất cả ý niệm chúng ta đến cái tầm hoàn toàn giác ngộ rồi thì mới được diện kiến Đức Phật Đa Bảo. Và tầm chứng đắc thực sự của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì rõ ràng là Đức Phật phân thân thiên bách ức để giáo hóa tất cả các cõi. Và bây giờ tất cả Đức Phật phân thân của các cõi tụ về. Đây là sự thật có trong cảnh giới của chư Phật nha. Chứ chúng ta đừng nghĩ là cái việc này không có, việc này là việc tưởng tượng, hoàn toàn không hề có một chút tưởng tượng nào. Đức Phật phân thân ở các cõi thiệt, ở các phương thiệt, chứ không phải là không có. Chúng ta phải hiểu điều này một cách rất là cả quyết. Thật ra khi gặp những người mà đã tu chứng thật sự, họ làm được cái việc như vậy thật sự, để chúng ta đủ lòng tin với một người chứng đạo là đủ tất cả lực dụng làm giống như kinh điển nói, không hề có một cái tí ti nào sai, để chúng ta đủ lòng tin đi sâu vào Phật pháp. Và chúng ta nên tin rằng cái chuyện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng tất cả những cái phân thân của Đức Phật đi mười phương pháp giới là có thiệt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo tại cõi giới này, nhưng mà đi tới cõi giới kia thì không còn, họ không cần hiểu cái phân thân đó là Thích Ca Mâu Ni, các cõi khác không cần. Nhưng mà các cõi khác được giống như là được một cái sự thông báo là chuẩn bị được nghe pháp. Có khi là gom hai ba cõi địa cầu đó cùng một cái dạng nghe, tập trung lại, cử một vài người đó, cái vài người giống như quả địa cầu này, cử 50 người quả địa cầu kia, cử 50 người quả địa cầu nọ, cử 50 người đồng với cái tầm tri kiến đó tập trung vào một chỗ, thì người đó nghe, thì cái ánh sáng từ cõi địa cầu của họ gom lại cõi địa cầu này, ông này nói đây thì tự nhiên nó thông, giống như là cái chúng ta ngồi đây nói chuyện mà không có micro thì xung quanh đây nghe, và nếu câu micro ra ngoài kia thì nghe xa hơn. Ví dụ vậy, thì trong cái lúc Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cõi địa cầu này thì cái âm vang đó xuyên qua 10 người này trở về cõi địa cầu bên kia, để tất cả những người, những chúng sanh hiện đang không đi đó, họ nghe được luôn. Bằng ánh sáng đó tới ngược trở lại cái cõi địa cầu bên kia để cõi địa cầu kia nghe. Đây là chuyện hơi huyền hoặc đúng không? Nhưng mà chuyện này là chuyện có thật trong đạo Phật nha. Thì cái chuyện mà một phen mà phân thân 10 muôn ức cõi là chỉ có những người phải nói là ở trong đạo Phật và ở cái tầm thực sự cao sâu thì họ rất là thông cảm điều này. Chúng ta học Phật, chúng ta hiểu điều này không phải là huyền hoặc, mà đó là cái sự thật. Với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đủ sức như thế này nha, nên hiểu điều này. Cho nên cái việc mà phân thân thì phải hiểu là Đức Phật phân thân thật, và Đức Phật đi mười phương pháp giới thiết pháp thật, chứ không phải là không có. Vì vậy mà lúc bấy giờ thì Đức Phật bắt đầu, tất cả các Đức Phật phân thân bắt đầu trở về ở cõi Ta Bà chúng ta. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng che, tám đường không có các tụ lạc, làng xóm thành ấp biển cả sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi, đốt hương báo lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới màn báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Lúc đó các Đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà, đều đến dưới cây báo. Mỗi cây báo cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao 500 do tuần, cũng dùng đồ báo tốt mà trao dồi đó. Khi ấy Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này. Như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nơi thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, lại cũng dời các hàng trời người để cõi khác nữa. Những nước của Phật biến hóa ra đó và cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm, cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp, dưới cây đều có tòa báo sư tử cao 500 do tuần, dùng các thứ báo để trao dồi.
Những nước đó cũng không có biển cả, sông ngòi và các núi lớn, núi Mục Chân, Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di vân vân. Thông làm một cõi nước Phật, đất báo bằng thẳng, các báo xen lẫn nhau làm thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báo lớn, các hoa trời báo trải khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni, vì các Phật sẽ đến ngồi nên ở nơi tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha các cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, dời trời người để cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm, cao 500 do tuần, nhánh lá vòng trái thứ tự tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa sư tử bằng bảy báo, cao 500 do tuần, cũng dùng chất báo tốt mà trao dồi đó. Những nước này cũng không có biển cả, sông ngòi, các núi lớn, núi Mục Chân, Lân Đà, núi Đại Mục Chân, Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di vân vân. Thông lại là một cõi nước Phật, đất báo bằng phẳng, các báo đương xen lẫn nhau, màn báo trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báo tốt. Các thứ hoa trời báo trải khắp trên đất. Bấy giờ 10 người ở phương Đông Đức Phật, 500 muôn nghìn ức na do tha hằng hà xa cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra thải đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các Đức Phật trong cõi nước ở 10 phương thải đều đến nhóm ngồi ở 8 phương. Bấy giờ mỗi mỗi phương các Đức Như Lai ngồi đầy khắp trong 400 muôn ức na do tha cõi nước. Gặp được pháp hội này chắc sướng lắm ha. Phật về tụ quá đông. Chúng ta thấy là bắt đầu Đức Phật hội tụ các vị Phật phân thân ở 10 phương về. Thì rõ ràng là thứ nhất, nếu mà nói có cái vị Phật phân thân thì rõ ràng mình không thấy nữa. Mắt mình chỉ thấy một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở cõi này thôi, còn các vị Phật phân thân không thấy. Khi tất cả các vị Phật phân thân đi về, họ có về thật, họ có ngồi trước pháp hội của Đức Phật thật và tràn ngập ở cõi chúng ta không đủ chỗ. Lúc đó Đức Phật mới bắt đầu mới lấy thêm một số cõi chung quanh đây nữa và biến thành thanh tịnh. Đây là cái điều rất đặc biệt nha. Biến tất cả các cõi nước đó đều thành thanh tịnh. Cây báo, màn báo, lọng báo đều che ở trên để cho tất cả Đức Phật về. Vì quá đông đi, cho nên rồi phải mượn các cõi khác ở gần nữa. Cõi Ta Bà là không đủ dung chứa rồi. Và điều mà chúng ta thấy nè, thứ nhất là cõi đó không có núi non, sông ngòi, biển cả vân vân. Tức là trong cõi giới tâm của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, không có gò nõng cao thấp. Tất cả cõi giới đều bình đẳng và quý đẹp như lưu ly, pha lê, san hô, sa cừ, mã não vân vân. Tất cả những điều đó đều đẹp đẽ, thanh tịnh hoàn toàn. Nói mà hôm trước chúng ta có một ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Khi mà chúng ta không còn vọng niệm để so sánh cao thấp thì tất cả những cái trước mắt chúng ta là bình đẳng. Khi mà cái tầng tâm chúng ta tu ở ngang cái tầm mà chúng ta không còn vọng niệm phân biệt nữa thì những cái trước mắt chúng ta đều bình đẳng và lúc đó nó đẹp hoàn toàn. Nhưng mà đến cảnh giới của chư Phật thì nó lại tuyệt diệu hơn, nó sẽ đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn. Và như vậy, một điều mà thứ hai nữa là cái gì? Là nơi cõi đó không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và dời luôn cả trời người đi chỗ khác. Đây nó có cái nghĩa tu trong này. Thực sự cái tâm chúng ta đến mức độ hoàn toàn thanh tịnh rồi, kiếp một cái móng khởi ác trong đó không có. Cho nên cõi giới địa ngục không thể còn. Một chút mà ranh tị nhỏ nhen không có, cho nên ngạ quỷ không còn. Một chút tham dục nơi đó không có, cho nên rồi chúng sanh không còn. Một chút thiện và một chút sân hận trong đó không có, cho nên cõi trời, cõi Atula cũng được dẹp luôn. Dẹp hết trời người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula lúc đó hoàn toàn không còn nơi đầu của một hành giả. Và cõi người, cõi trời cũng bị dời đi. Tức là trong ý niệm chúng ta tu tập để đời sau trở lại thành người, giữ gìn năm giới đàng hoàng thanh tịnh, không tới đâu hết, chỗ này là dẹp qua luôn nữa. Và làm thiện để được sanh về cõi trời, lúc đó cũng không còn. Lúc đó hoàn toàn thanh tịnh. Chỗ thanh tịnh là tuyệt đối không còn thiện, không còn ác hoàn toàn. Nếu nói theo công phu tu hành thì hành giả đó mới quả chăng nhận ra được cái tri kiến Phật. Chứ còn trong lòng mà chỉ xóa hết cái ác của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi á, mà vẫn còn giữ cái thiện trong lòng thì vẫn còn đi trở lại trong sanh tử này. Do đó phải dẹp luôn cả trời người một phen. Một hành giả nào mà nơi lòng thực sự không còn thiện và không còn ác một phen thì hành giả đó mới có thể tiếp nhận được cái Phật lực tri kiến này, mới nhận được trí tuệ của Phật chánh thống này. Còn nếu mà người đó chỉ bài trừ cái ác trong lòng thôi, thấy cái việc thiện chúng ta còn khởi ý vui, chúng ta còn muốn làm thiện, muốn làm điều này, muốn làm điều kia trong cái cõi giới, trong tam giới này, thì chắc chắn là chúng ta không thể biết được Phật tri kiến. Cho nên ở cái tầm cao của Phật Pháp rồi mà nói tới cái câu không thiện không ác, người ta chịu không nổi. Người ta không bao giờ chịu nổi. Nhưng thực sự nếu còn một chút thiện là anh sẽ còn chứa ác trong đó. Vì còn có đối đãi thì còn có đủ hết. Cho nên Ngài Hoàng Bá nói là
Hạt bụi mà nghiền nát thành 100 mảnh, 99 mảnh thấy không, chỉ còn một mảnh thấy thật thì còn nguyên, còn nguyên, còn nguyên tất cả. Cho nên trong lòng còn một mảy may thiện ác thôi thì tâm không thanh tịnh. Phải nói như vậy, người mà thực sự tâm thanh tịnh rồi thì không còn một mảy may thiện ác nữa. Thì như vậy là cảnh giới trời cũng phải bị dẹp qua, dời đi ở cõi giới khác. Tức là lúc này là người cũng không được có mà trời cũng không được có. Tức là lúc này lục đạo luân hồi tuyệt đối không. Tức là lúc mà tự tánh chuẩn bị hiện, Phật tri kiến của tất cả chúng ta chuẩn bị hiện thì không còn sáu đường, ba đường, sáu nẻo nữa ở nơi tâm, phải không? Và lúc đó bắt đầu dung chứa tất cả các Phật ở mười phương về, thì hướng đến chỗ nào thì chỗ đó là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Tất cả ý niệm sanh ra lúc này là ý niệm giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chứ không có nói cái chuyện mà phải là cõi trời này, cõi trời kia, 33 tầng trời gì hết, dẹp hết. Thứ đó là 33 tầng trời cũng không còn nữa, đừng nói là một tầng. Vì vậy là toàn bộ cái sanh ra, toàn bộ cái hiện hữu nơi tâm của một hành giả đó lúc này là hoàn toàn giác ngộ. Không có còn có cái hành nghiệp nhỏ nhen, không còn có một cái thức nhỏ nhiệm nào trong tâm hành giả, để người hành giả đó cũng phải còn lộn đi lộn lại trong tam giới này nữa. Một phen nhận được cái Phật tri kiến, một phen nhập vào trong cảnh giới Phật rồi thì không nói tới các cõi, không nói tới các cõi, phải dẹp tất cả các cõi trong tâm một phen thì lúc đó Phật tri kiến mới bắt đầu hiện. Chúng ta học kinh Pháp Hoa chúng ta phải hiểu tới chỗ này. Đừng có nghĩ là chúng ta phải làm điều này, những nghĩ là chúng ta làm điều kia, làm điều nọ là phải là đúng, phải đúng với cái tâm thức chúng ta thôi, chứ chưa phải là cái đúng của chân lý. Cái đúng của chân lý thực sự là phải hết tất cả những cái đúng của trần gian này dục qua một bên, gom hết những cái đúng gì đó dục qua một bên nữa, những cái thiện ác một phen không còn. Nếu mà công phu phải đạt tới đỉnh điểm này thì mới có một phút chốc chúng ta nhận được Phật tri kiến, nếu không là không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có. Thành ra có những lúc chúng ta tu tập mà hoàn toàn không còn ý niệm, mình nghĩ đó là tốt. Và cái chuyện của cõi trời, chuyện cõi trời không phải là cái chuyện ý niệm thiện nữa, mà chuyện của cõi trời là tất cả những cái cảnh giới định chưa sâu. Tức là chúng ta có thể ngồi thiền bật vọng niệm thì cảnh giới đó ngang với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được quyền sanh tất cả các cõi trời. Cõi thời sơ thiền, cõi trời nhị thiền, cõi trời tam thiền, cõi trời tứ thiền lúc này cũng không còn nữa. Tức là đạt được ở cái mức định tầm này, mức định tầm kia lúc đó cũng không còn. Tất cả những định mà do nhập xuất phải dẹp một phen nữa, chứ không phải đơn giản, không phải là cái chuyện mà thiện ác nơi tâm nữa, mà luôn cả những cái định, những định mà do công phu tu được á, phải không còn nữa, phải xóa hết những cái định đó một lần nữa. Đây là cái tầm sâu nữa, để vượt qua tất cả những cái định bằng công phu thì lúc đó Phật tri kiến mới hiện. Đây là cái chỗ sâu thực của Phật pháp, chứ không phải là chúng ta tu được định này, tu được định kia, tu được định nọ rồi bằng cái định đó mà ngộ đạo, hoàn toàn không có. Người đó mà không thoát ra được định, giống như trong Thất Giác Di trong đạo Phật, mà không xả đó hả, là không có đạt được cái chỗ tận cùng của Phật pháp. Thì cái chỗ xả của Thất Giác Di không phải là xả bỏ cái ý niệm thiện ác, không phải xả bỏ cái này cái kia, mà xả luôn tất cả những cái định, dù sâu dù cạn các vị đều phải xả. Tất cả những định do công phu chúng ta tu 1000 đời để đời này chúng ta được nhập định, chúng ta nhập định 1.000.000 năm đi nữa, lúc này không xả được thì không nhận được Phật tri kiến này. Cho nên gọi là dẹp tất cả những trời người qua một bên. Tại vì có những cái định chúng ta sau khi chết trụ vào trong định đó là sanh về những cõi trời vô sắc. Tức là khi mà những vị mà chứng được cái quả A La Hàm á, chứng được quả vị A La Hàm là chưa có thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì sanh về cõi trời bất hoàng thiên, tức là sanh cõi đó không còn lộn đi lộn lợi nữa, nhưng mà đó vẫn là cõi trời, cũng phải dẹp. Khi mà gom Phật về rồi là không có nói cái chuyện những cái tầng đó nữa. Nó là cảnh giới cao, cảnh giới thực sự cao của kinh Pháp Hoa. Mà chúng tôi biết rằng từ trước tới giờ các vị trước hơi ngần ngại, các vị không có muốn nói nhiều trong này, mà chúng ta có cái duyên được gặp, chúng ta bàn cho tới, bàn tới để chúng ta thấy rằng những điều mà những người chuẩn bị giác ngộ giải thoát không thể bình thường được, chấn động cả mười phương pháp giới thật một lần, chứ không phải chuyện đơn giản mà được nhận được tri kiến Phật đâu. Không phải là gặp mà hét mình tiếng để mình ngộ, rồi chửi mình câu để mình ngộ, qua cái chuyện đó không phải vậy đâu. Thì sau này có những vị làm điều đó thì thực sự là những người giác ngộ hoàn toàn, họ có cách để một phen mà dập vô cái đầu chúng ta, để chúng ta phá vỡ đi cái chấp trước muôn đời, chúng ta nhận được cái Phật tánh. Nhưng mà đó là những cái vị thực sự tầm cỡ ở trong Phật pháp mới làm được điều này. Còn sau này làm, một số người làm chỉ là sự bắt chước mà thôi. Cho nên là cái thời chúng ta vẫn có người gặp chúng ta hò hét để khai thị chúng ta nhiều lắm, hò hét. Đừng tới đâu đó, bản thân cái gì đó chưa biết cái Phật tánh là cái gì nữa, đừng nói là khai thị người ta.
mà tôi gặp nhiều lắm, nhiều vị tới đây khai thị tôi quậy gì. Đó, cho nên khi mà trước khi ngộ là tất cả những tâm thức gần như rửa sạch, không còn có bất kỳ một cảnh giới nào, dù đó là cảnh giới trời, mà tặng tới từng tời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ thiên cũng phải dẹp một lần nữa, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Tức là những cõi trời vô sắc cũng phải dẹp, những cõi trời hữu sắc cũng phải dẹp, những cõi trời ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới một phen sạch không còn luôn, là dẹp tất cả những cái định do công phu, chứ không phải còn ý niệm thiện ác để sanh những cái tầng trời thấp thấp cõi dục của chúng ta. Tức là cái chuyện mà chúng ta làm thiện làm ác chỉ sanh cõi trời dục thôi, nhưng mà công phu một chút, có một chút định sẽ sanh được cõi trời sắc, và công phu cao hơn nữa là sanh được cõi trời vô sắc. Tất cả những công phu đó một phen không còn, gọi là dẹp luôn cả trời người đi chỗ khác. Ở đây là bắt đầu dọn dẹp sạch như thế rồi mới có thể mà mở tháp đa bảo nhận được Đức Phật, phải không? Và một câu nữa là gì? Là mười phương cõi nước thông đồng một cõi. Tức là lúc này nơi tâm hành giả không còn có cõi ta bà, không còn có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà lúc này là toàn tâm của hành giả là pháp giới. Là mười muôn cõi nước không còn có một sự ngăn ngại nữa, gọi là mười muôn cõi nước thông đồng một cõi giới Phật. Lúc này là lúc mà toàn bộ pháp giới này là Phật cõi, là thanh tịnh, mà thanh tịnh ngang tầm của chư Phật, vượt qua tất cả những cảnh giới định để được mười phương pháp giới thông đồng một cõi, thanh tịnh hoàn toàn một cõi giới, thì lúc đó mới được quyền mở pháp đa bảo. Ở trong kinh diễn tả rất rõ ràng ở chỗ này. Thì như vậy là hành giả khi bước chuẩn bị bước tới cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản là nhúc nhích những cái là khai thị gõ đầu ngộ, không nổi đâu, bảo đảm là không ngộ nổi chỗ này. Cho nên muốn nhận được Phật tri kiến, muốn tháo cửa tháp đa bảo mà theo đúng nghĩa của kinh Pháp Hoa thì phải đạt tới tầm này. Không còn có bất kỳ một ý niệm nào ghé gắm tất cả cõi giới trong tam giới này. Và tâm người đó không còn nhìn mà còn kẹt rừng, kẹt núi, kẹt tường, kẹt vách nữa. Lúc đó không còn nữa. Một phen là mười phương pháp giới thông đồng. Ở đây như thế này là mười phương pháp giới đều như vậy và thanh tịnh như vậy cả. Đều thanh tịnh tuyệt đối như thế này. Và lúc đó tâm hành giả thực sự như vậy nha. Mà cái thông đồng mười phương một cõi đó không phải là do lực định nữa, mà do phá vỡ tất cả những cái định và cái động. Cái động là cái tâm thức dao động của chúng ta, cái định là do lực công phu của chúng ta. Lúc đó tan bành luôn, phải nói gì? Tan hết thì Phật tri kiến bắt đầu hiện. Đây là cảnh giới của Phật tri kiến thực sự. Thì lúc đó toàn cõi của mười phương pháp giới này hết sức là thanh tịnh. Những cái mà như chúng ta thấy ở đây bây giờ nó rực rỡ hào quang để nó thanh tịnh lên, không phải là cái ly bình thường nữa, không phải là cái đèn, cái đồng hồ bình thường, không phải là bình bông bình thường nữa, mà rực rỡ hào quang được trang nghiêm bằng sa lê, sa cừ, mã não, san hô thực sự, chứ không phải bằng mũ này nữa. Lúc này là nó mũ, nhưng mà khi tới cảnh giới đó rồi là tất cả đều là đẹp. Một người nào một phen mà tất cả cảnh giới đều bằng pha lê, sa cừ, mã não, san hô đồng đẳng như thế, đó là người đó hiện thấy Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa, còn đang hiện hữu trong cõi này, chưa hề tắt mắt. Một phen chúng ta phải như vậy thì chúng ta tự động sẽ thấy được Đức Phật đang ở Hội Linh Sơn thuyết kinh Pháp Hoa trước mắt chúng ta liền. Còn nếu mà cái này nó vẫn còn khác với cái này là chưa. Thành ra đến giai đoạn này người hành giả nó phải phá tất cả những cái định do công phu, tất cả những cái loạn thì chúng ta không nói rồi, đúng không? Cái sanh tử, cái ý niệm mà sanh tử để loạn dẫn chúng ta trong tam giới này, chúng ta dẹp để được đi vào định, thì đã trải qua một quá trình công phu quá lớn rồi mới dẹp được những cái lăng xăng lộn xộn trong đầu này. Nhưng mà nó quá thấp thì không nói nữa. Tới cái tầng sâu của nó là phải phá tất cả những cái định. Người nào chưa vượt qua tất cả những cái định đó, người đó không bao giờ Phật tánh hiển lộ. Do đó ở đây Đức Phật nói là dẹp luôn cả trời người rồi. Trời thì không phải có trời dục giới, mà luôn cả có trời sắc giới, vô sắc giới bên kia nữa đó. Dẹp thì tất cả những cái định được phá, giống như Thất Giác Chi là phải xả, sau cùng của Thất Giác Chi là phải xả, xả tất cả những cái đó, để rồi người đó không còn định, không còn loạn, mà là ở trong đại định, không định không loạn. Người nào mà thực sự một phen không còn định, không còn loạn nữa, tức là không còn có họ ở trong cái chuyện công phu và không công phu nữa, thì người đó mới hòa nhập được Phật tri kiến. Còn lúc đó người đó còn họ ở trong chỗ nào để họ công phu là còn định và còn loạn, là chỗ phải biết. Lúc đó là phải tan, thực sự tan tành bản ngã để rồi là hòa mười phương liền, một phen hòa với mười phương pháp giới liền. Cho nên đây là cái phản kinh rất là quan trọng đối với Phật Pháp và đối với bản kinh Pháp Hoa này. Chúng ta chịu khó nghe, buổi đầu chúng tôi nói rồi.
là cố gắng nghe. Và nếu chúng ta chưa có nhận được cái tri kiến Phật thì chúng ta phải hiểu được là một người ngộ tri kiến Phật phải đến cái tầm nào. Chúng ta đừng có bị lầm đối với một số người khai thị trong cái thời này. Phải nói như vậy, ở thời này có rất nhiều người xưng mình ngộ thế này, ngộ thế kia, đi giảng đạo thế nọ, vân vân, tất rất là nhiều. Và họ cũng xưng họ chứng cõi này, chứng cái kia, chứng cái nọ đủ thứ. Tất cả những lực dụng thần thông, tất cả những phép màu hiện ra nơi họ, nếu như họ chưa có một lần được như vậy thì biết rằng họ chưa nhận tới nơi. Cho nên dù anh có thần thông kiểu nào, dù có bóp tôi ngán nát thành 1 triệu lần quăng ra để tôi gom gom lại, tôi tỉnh lại, tôi cũng biết anh chưa chứng đạo. Phải chắc chắn như vậy mới được. Nếu không đến được cảnh giới này, anh không phá được tất cả những cái định để anh vượt qua, không phá được tất cả cảnh giới để vượt qua, và tâm lúc đó không hòa đồng pháp giới một lần, thì biết rằng anh chưa ngộ được Phật tri kiến. Phải khẳng định với nhau điều đó. Cho nên mai kia mốt nọ, đây là cái chỗ mà phải nói là làm cái nền tảng để chúng ta tìm minh sư. Phải nói như vậy, cái đi tìm minh sư khai đạo cho chúng ta, thì người đó biết cảnh giới này chưa? Họ nói chuyện đạo lý sâu màu, muốn làm thầy người ta. Còn nếu chưa biết được chuyện này thì phải để đó đi, phải để đó đi, chúng ta không bàn tiếp. Tại vì làm việc của vị, tôi đi tìm minh sư của tôi. Muốn tìm được minh sư là phải tìm được những vị, phải tới cái tầm này. Phải tới tầm này thực sự. Họ tự tại vô ngại với tất cả cảnh giới, và trong tâm họ không còn có cõi này cõi kia. Hoàn toàn trong đi đứng nằm ngồi với họ là không có một cái sự ngăn cách nào đối với tất cả chúng sanh. Đối với 10 phương pháp giới, trong tâm họ hoàn toàn không còn ngăn ngại nữa. Gọi là 10 phương cõi nước thông đồng thành một cõi giới Phật. Ở trong đây Kinh Pháp Hoa có nói điều này. Cho nên cõi đó thì quả tình là không có gò nõng rồi. Cõi đó thì đẹp tuyệt vời, bình đẳng tuyệt đối. Bình đẳng tuyệt đối, đẹp đẽ rực rỡ hoàn toàn. Thành ra tất cả những cái trước mắt và bên tai đều biến thành cảnh giới tịnh độ, cảnh giới Phật hoàn toàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi ta, đi đứng nằm ngồi trong cõi giới của ta, nghĩ rằng gò nõng đất đai xong ngồi như thế này, thì cái người không hiểu đạo nói tại sao chư Phật mười phương là trong cái cõi giới của các ngài thanh tịnh hoàn toàn, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại ở trong cõi giới có gò nõng, có hầm hố, có trong gai như thế này. Đức Phật bắt đầu ấn con chân xuống là hiện ra cảnh giới đó liền. Cảnh giới của chư Phật luôn là như vậy, dù Đức Phật đứng ở chỗ nào. Thậm chí tất cả những cảnh giới trời rất là thanh tịnh, phải nói là cái cõi Quan Âm Thiên trở lên đó, trời tuyệt vời lắm. Chúng ta tu mà lơ mơ 1000 đời nữa chúng ta chưa về đó được nữa. Nó thanh tịnh, nó an lạc, nó hạnh phúc là gần như không có phút giây nào nó được tắt mắt cái sự an lạc đó. Hưởng cái vui vi diệu của thiền định trong đó, khủng khiếp. Trong cõi Quan Âm Thiên, cõi trời mà Quan Âm thôi, đã là như vậy rồi. Nhưng cái người ngộ tánh vượt qua đó nữa, phá luôn tất cả cảnh giới đó nữa để vượt qua, mới gọi là dẹp cõi người cõi trời, chứ không phải là dẹp ý niệm thiện niệm ác thôi. Không phải dẹp ý niệm thiện niệm ác thôi, vượt qua tất cả những thiền định được gọi là sâu ở trong công phu của tất cả hành giả. Mà thực sự khó ở cái chỗ là cái động thì mình dẹp, mình cảm thấy nó đúng rồi, đúng không? Từ xưa giờ tu để dẹp vọng niệm thì cái chuyện đó thường tình quá, ai tu và ai cũng thấy đó là đúng hết. Nhưng bắt đầu nói tới cái chỗ dẹp định là mít lòng chồm sớm liền. Tu mà bao nhiêu năm mới được định miếng, mà bây giờ kêu tôi dẹp lại chuyện đó hơi khó rồi. Chỉ trừ trường hợp họ hiểu quá sâu về cái chỗ Phật tri kiến này thì không có cái định nào có thể so sánh được. Dù 1 triệu cái định nhập định một lần, 1 triệu năm mới xuất ra, họ hưởng được cái an lạc, cái phúc lạc trong đó, nhưng mà không có thể so sánh được một miếng nào của cái Phật tri kiến này. Điều này là điều chứng thì cái chỗ này bắt đầu Đức Phật bắt đầu dọn dẹp từ ở bên ngoài, cảnh giới bên ngoài, cho tới trong tâm chúng ta. Từ cái người chưa công phu thấp cho tới những cái thiền định ở công phu sâu đều phải dẹp một phen, mới bắt đầu mở được cái tháp Đa Bảo. Thì như vậy là lúc này tất cả Đức Phật ở mười phương đi về đều đem theo một thị giả, đều ngồi tòa sen báo. Chúng ta nói thêm một chút trong cảnh giới kia chúng nè. Vì tất cả những vị phân thân về thì rõ ràng là mắt thường chúng ta không thấy. Với những vị có cái đạo nhãn tí họ sẽ thấy được. Vì trong ví dụ như trong thời thuyết pháp chúng ta là thấy rõ ràng Long Thiên Hộ Pháp đầy đủ hết, không thiếu được vị nào đâu. Các vị các nơi đều được Đức Phật đưa về để nghe pháp rõ ràng lắm, không có, nhưng mà có mắt chúng ta không thấy thôi. Chúng ta thấy bằng mắt thịt thì chúng ta không thấy mấy vị đang nghe pháp, mấy vị đang ủng hộ đạo tràng đâu. Như vậy là các cái ánh sáng đó về và tụ hội đầy trong không gian này là những ánh sáng, chứ không phải hình thể như chúng ta thấy qua mắt vật lý nữa. Thì người nào vượt qua cái tầm mà bị lệ thuộc của cặp mắt vật lý này thì người đó sẽ thấy được cảnh giới kia liền. Còn nếu chúng ta còn sống ở đây còn thấy vật bằng con mắt thì rõ ràng là không thể thấy được cảnh giới đó.
không thể thấy đâu. Mà sự thật là lúc đó cả cái pháp giới này hội tụ đầy hết chư Phật mười phương, tức là trước khi cái phút mà khai cái tháp La Bảo á, thì tất cả chư Phật đều hội tụ về và ngồi tràn ngập. Chúng tôi tưởng tượng cái pháp hội Linh Sơn lúc đó chắc khủng khiếp luôn. Khủng khiếp. Thì bây giờ là cái phần để chuẩn bị tháo phá mở cửa tháp La Bảo. Lúc đó các đức Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo, đều sai vị thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy bụm hoa báo và bảo thị giả rằng: Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo lời của ta mà thưa cùng Đức Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui chăng? Và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Rồi đem hoa báo này trải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cũng muốn mở tháp La Bảo này, các đức Phật sai người đến cũng đều làm như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báo, Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả hàng môn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báo, vang ra tiếng lớn như tháo chốt mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Phật Như Lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định, lại nghe Phật đó nói: hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh pháp qua đó, ta vì nghe kinh mà đến cõi này. Bây giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước nói lời như thế, điều khen là việc chưa từng có, điều đem hoa trời báo rải trên Đức Phật Đa Bửu và Đức Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bửu Phật ở trong tháp báo chia nửa tòa ngồi cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nói rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báo ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên tòa cao xa, cúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông nhiếp hàng đại chúng đều ở giữa hư không, dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: Ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào niết bàn, Phật muốn đem kinh pháp qua này phó chúc cho các ngươi. Đây là đoạn cuối. Đoạn cuối này cũng hơi bị hấp dẫn này. Tức là sau khi mà tất cả những Phật phân thân bắt đầu tụ hội về rồi thì chuẩn bị mở cái tháp báo, thì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dụ cho bản giác của tất cả chúng sanh, khi mà tất cả những cái dụng hạnh, tất cả những cái chủng tự nghiệp thức của tất cả những hành giả, những cái thiền định đều được xóa tan hết rồi, thì hành giả đó một phen phá mở cửa tháp, tức là nhận được cái cổ Phật của chính mình, hành giả đó hòa nhập được vào trong đó, gọi là nhận được cái tri kiến Phật. Nhận được cái tri kiến Phật, theo kinh này nói tới đây thì mới bắt đầu nhận được tri kiến Phật. Và tất cả những cái tầm vức mà hồi nãy giờ chúng ta nói, phải đạt được tới cái tầm vóc đó nha. Hành giả không còn có ý niệm nào mà lơ thơ lẩn thẩn giữa trần gian này nữa được. Còn có cái chuyện mà định này định kia định nọ nữa. Và một phen phải thấu thoát được mười phương pháp giới một lần, thì lúc đó bắt đầu vỡ ra. Thật sự một lúc mà đã dọn dẹp cái cõi nước bên ngoài, dọn dẹp ở cái cõi tâm để mười phương pháp giới thông đồng thành một cõi giới Phật rồi, thì lúc đó đã hiển lộ rồi. Nhưng mà ở đây là diễn tả thêm là Đức Phật của chúng ta lên mở cửa tháp Đa Bảo là gây ra một chiến động lớn, giống như là mở pháp, mở cái gì, cái khóa của cái cổng thành lớn không? Cái gì, có lần nào nghe mở khóa cổng thành lớn chưa? Đây là nói một cái chuyện, một phen chấn động của một hành giả. Cái phút chốc hòa nhập vô tự tánh là phút chốc chấn động thật sự, chứ không phải ngộ là nhận hiểu thế này hiểu thế kia theo kiểu đọc, không có, hoàn toàn không có. Đây là một phút chốc thực sự chấn động, tắt mất hết tất cả những cái sanh tử nghìn đời nghìn kiếp chúng ta một phen mới được hòa nhập tự tánh, chứ không phải cho nói chuyện chơi. Tức là một phen sạch hết tất cả những chuyện sanh tử luân hồi ngàn đời nghìn kiếp của mình thì người đó mới nhận được tánh. Tức là một phen chấn động là một phen tháo gỡ bung hết tất cả những cái gò bó, những cái khung sáo, những cái ước lệ giữa trần gian này, những cái định này thế định kia mà còn có thể thấy, còn có thể biết được bằng tâm thức này, một phen tắt mắt tất cả những cái tri kiến đều phải tắt mắt, tất cả những cái giải thoát tri kiến lúc đó cũng tắt mắt, gọi là mở tháo chốt vang thành tiếng động lớn.
một phen chấn động thực sự nơi tâm thức của hành giả đó, để hành giả nhận ra được tri kiến. Chứ không phải là mình đọc bản kinh cái mình hiểu về, cái mình đi giải thích cho người kia hiểu, kia mình giải thích người nọ, cái mình nói là mình ngộ được tánh rồi, mình nói là mình ngộ được đạo rồi. Bảo đảm là không bao giờ. Tức là những cái nhận mà chưa có một phen chấn động, anh nói như vậy, người nào mà một phen nhận tánh của chính mình mà không có một lần chấn động, không tới đâu hết. Phải nói như vậy. Mà cái các vị thiền sư mình diễn tả khủng khiếp lắm. Tức là cái gì? Đại địa sụp đổ. Đại địa sụp đổ tức là đại địa này nó phen tan nát. Mà đó là một sự thật. Hành giả tu tập đến một cái độ tự nhiên tan tành mà gây một chấn động thực sự nơi tâm thức, để đó là một cái dấu ấn muôn đời không thể nào quên được đối với hành giả này. Phút chốc đó dù sanh tử triệu kiếp đi nữa cũng không bao giờ quên được, mới được gọi là nhận được cái tri kiến Phật này. Thì giống như một phen mở tháo chốt, mở thành lớn, gây một chấn động nơi hành giả đó. Chúng ta tu tập mà thường ngồi nhập định rồi sức định rồi vô định, sức định rồi vô định, không có giải quyết được cái gì giải quyết được cái gì hết trơn. Muốn ngộ tánh là phải có một lần như vậy. Tất cả những tâm thức chúng ta được nâng cấp đến mức độ giải thoát hoàn toàn, nâng cấp đến cái chỗ mà vô thượng bồ đề hoàn toàn, không còn có thấp hơn một chút cũng được, thấp hơn một chút không được. Lúc này là cái đại bi tâm mở khắp mười phương pháp giới, là tất cả chúng sanh đều nằm trong cái pháp giới tâm tâm của chúng ta. Cho nên cái tình thương lúc đó tràn ngập pháp giới liền, lúc đó là tháo vỡ và trí tuệ bắt đầu khai thông hoàn toàn, giống như Đức Phật bắt đầu tháo chốt, mở tháo đà bảo ra. Và chính cái tháo đà bảo này khẳng định được cái điều tu hành chúng ta từ xưa giờ là đúng. Cho nên vang ra tiếng nói rằng: hay thai Thích Ca Mâu Ni chướng thích thai nói kinh Pháp Hoa này. Một phen hành giả nhận được điều này thật thì tự động trí huệ rõ biết rằng lúc này chúng ta đã hòa nhập vào chân lý rồi. Điều đó khẳng định với hành giả đó không cần ai chứng minh nữa, tôi cũng đủ sức không bao giờ sai lệch Phật Pháp, không cần ông thầy ấn chứng đâu. Nhưng mà thực sự không tới chỗ này là cần thầy ấn chứng cho mình. Một người thực sự tới đây tự động họ thấu thoát tất cả chân lý, và tự nơi họ đã khẳng định được chỗ họ đang bước tới là đúng. Cho nên mới vang ra tiếng: hay thai Thích Ca Mâu Ni chướng thích nói kinh Pháp Hoa này. Tức là tự hành giả đó không còn một chút mãi may nào nghi lầm nữa, tuyệt đối không còn một mãi may nghi lầm nữa. Đây là chỗ để nói đến của một hành giả đã nhận được Phật tri kiến, chứ không phải là ông Phật nào nói cả. Từ nơi thẳm sâu đó có một cái sự khẳng định cả quyết rằng mình không còn lầm đường lạc lối, đây là đúng, đây là chân lý. Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau nhiều ngày tọa thiền, tới canh năm Đức Phật đứng dậy: việc ta đã xong. Đó là tiếng rầm của sư tử, phải nói như vậy. Thì một hành giả tới đây được khẳng định với cái cõi giới này là ta đã đúng đường rồi, ta đúng đường rồi. Từ đây về sau rõ ràng là hành giả đó không bao giờ còn lầm đường, không còn bao giờ còn lạc lối, không bao giờ còn lầm bất cứ cảnh giới nào dù nó hiện ra kiểu nào. Đối với chân lý, người này tuyệt đối không bao giờ còn lầm và được quyền ăn ngon ngủ yên. Từ đây về sau mới được quyền ăn ngon ngủ yên. Chưa được một lần chấn động như vậy, chưa được một lần tuyệt đối không còn bất kỳ một nghi ngờ nào nơi tâm xảy ra, thì người đó biết chưa rằng chưa ngộ tánh. Người đó phải tự biết rằng mình chưa ngộ tánh, phải có một lần như vậy mới biết rằng mình có nhận tánh được hay không. Tự nơi mình không phải là khẳng định do ngã chấp, nó vượt qua tầm ngã chấp, phải tuyệt đối bản ngã không còn thì mới hòa đồng mười phương pháp giới nha. Chứ còn bản ngã còn thì còn mình và còn cảnh giới, còn mình và còn cảnh giới chưa phải đâu. Cho nên cái câu mà mười phương pháp giới thông đồng một cõi là chúng ta phải hiểu là tuyệt đối không còn có một sự ngăn ngại nào lúc đó trong tâm hành giả. Không còn, không còn cái định cái loạn, không còn cảnh giới này cảnh giới kia, tuyệt đối là nơi hành giả không còn. Đó chỉ là một sự thanh định gỗng chút mười phương pháp giới mà thôi. Lúc đó tan biến bản ngã hoàn toàn thì mới có được cảnh giới này. Và phút chốc tan biến bản ngã đó là nhận được cái Phật tri kiến này. Và phút chốc nhận được Phật tri kiến là một sự chấn động thật lớn đối với hành giả đó. Phải nói như vậy. Và rồi chính hành giả đó không còn mê lầm nữa. Tức là từ pháp đã bảo nói rằng: hay thai Thích Ca Mâu Ni chướng thích thai nói kinh Pháp Hoa này. Lúc đó là sung sướng, là vui vẻ, là hạnh phúc thực sự của một hành giả khi nhận được Phật tri kiến, khi làm tất cả những cái điều để đến chỗ này mà ngộ ra được đây. Đây là cái phẩm mà ngộ Phật tri kiến, có một sự chấn động đó. Và một cái điều vui nữa là gì? Là chúng sanh, chúng tranh trong pháp hội này nha, tranh tâm pháp hội này là không phải chúng trời người, không phải chúng như chúng ta, không phải chúng như chúng ta đâu. À, cho nên tất cả chúng sanh đều thấy việc đó, nhưng mà rồi cũng không sao mà thấy rõ được. Nếu mà là chúng sanh mà là chúng sanh tâm theo cái kiểu của mình,
chúng sanh mà còn buồn thương giận ghét chúng ta thì không thấy cái chuyện của Đức Phật Thích Ca bước vào cái tháp Đa Bảo và được chia nửa tòa ngồi đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Cứ an trú trong chỗ đó là cái chỗ bất thối rồi. Thì bây giờ là những loài chúng sanh đó là những loài chúng sanh nào, ở cái tầm cỡ nào mới thấy được, là hồi nãy đã dẹp hết người ra rồi. Thì còn lại trong hội đó, chúng sanh trong hội, trong cái hội mà không còn trời người á, trong hội mà không có trời người trong đó, rồi chúng ta còn là chúng sanh ở cõi này, còn chúng sanh cõi trời thì chúng sanh đó không thấy cái chuyện của hai Đức Phật này diễn đâu, không thấy nổi. Chúng ta còn nhìn cảnh vật bằng con mắt này thì chúng ta không thấy nổi cái cảnh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở tháp Đa Bảo đâu nha. Chúng ta không nghe được tiếng động đó đâu nha, không, chúng ta không nghe được âm vang đó nổi đâu. Khi nào mà chúng ta không còn ở trong cảnh giới trời người một lần thì chúng ta sẽ nghe được tiếng động đó và chúng ta thấy được cảnh tượng đó. Thấy được cảnh tượng là mở tháp đó. Và tiếp theo là sao? Tất cả chúng hội đó như vậy đó mà chưa hòa nhập hẳn hoàn toàn, mà còn ở cảnh giới đó muốn được lên trên để nhìn tháp Đa Bảo, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vận thần thông của mình cho tất cả chúng hội đó được bay lên hư không để thấy tháp Đa Bảo, đúng không? Nếu mà đến cảnh giới này mà người đó còn có một chút niệm an trú gì đó là vẫn còn khoảng cách. Hư không tức là cái chỗ mà không phải có thể dừng trụ được. Hư không không thể mình ngồi nó được. Là cái khoảng mà không có chỗ để mà đứng, để mà trụ, để mà chấp, để mà giữ, để mà kiến giải, để mà lý giải được nữa. Lúc này toàn bộ cái tri kiến và giải thoát tri kiến tắt dứt. Không còn chỗ để đứng, không còn chỗ để trụ nữa. Vượt qua cái tầm giải thoát rồi mà những cái lý giải về giải thoát, tức gọi là cái giải thoát tri kiến, cái nhận định về đạo lý, lúc này là mình nhận đạo rồi, lúc này là mình biết đạo rồi, lúc này chúng ta đang hòa nhập gì đó, dân tất cả những cái đó đều tắt mất nữa. Phải chết một lần, chết thứ hai, lần chết thứ hai của hành giả thì mới hòa nhập hoàn toàn trong cảnh giới đó, không còn có Phật và chúng sanh nữa. Tức là không còn Phật trên cao và chúng sanh ở dưới thấp, không còn có mình và Phật, không còn mười phương pháp giới, không còn có một mảy may chia sẻ nào. Thì lúc đó là lúc chúng ta toàn triệt nhận được Phật tri kiến của mình. Đó là cái giai thoại mà của bản kinh này nói về cái Phật tri kiến. Thì như vậy là đến cái phần này, đến phần này là phần mà trong kinh Pháp Hoa đã dẫn dắt từ đầu tới cái phần mà chúng ta bắt đầu ngộ Phật tri kiến. Thì đây là cái phẩm mà theo chúng tôi nó vô cùng quan trọng. Tất cả chúng ta nên đọc kỹ để chúng ta nhận thêm về cái nghĩa lý sâu ở trong bản kinh này. Đến phần sau là bắt đầu Đức Phật tùng tuyên lại cái ý nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Đấng Thánh Chúa Thế Tôn dầu diệt độ đã lâu ở trong tháp báo này, còn vì pháp mà đến, các ông lại thế nào há chẳng xuyên vì pháp? Phật Đa Bủ diệt độ đã vô lượng vô số kiếp, nơi nơi đến nghe pháp vì khó gặp đặng vậy. Phật kia bổn nguyện rằng: sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe pháp qua. Đây là lập lại ý trước. Đức Phật Thích Ca khen Đức Phật Đa Bảo là đã Thánh Chúa Thế Tôn đã diệt độ quá lâu rồi, nhưng mà bây giờ nói tới kinh Pháp Hoa là còn phải hiện ra. Còn hiện ra, tức là khi nói tới kinh Pháp Hoa là Phật tri kiến hiện ra. Mình hiểu như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh đừng có nghĩ tới chuyện khác, đừng có làm một cái việc khác ngoài cái việc làm sao để hiển lộ Phật tri kiến của mình. Đức Phật khuyên chúng ta như vậy. Cho nên các vị mà không thể là các ông còn há chẳng xuyên vì pháp hay sao? Tức là nếu mà chúng ta vì pháp thì chúng ta phải hướng về cái chỗ Phật tri kiến, tức là hướng về cái chỗ chân thật, sáng suốt, mầu nhiệm của chính chúng ta để mà chúng ta làm, để mà chúng ta sống. Thì ngày nào mà chúng ta chưa có nhận được Phật tri kiến này là ngày đó chúng ta chưa có chịu yên thân. Chúng ta phải có một sự phấn đấu cho riêng mình bằng cái việc này. Còn tất cả những người mà quên việc này để chúng ta làm điều này điều kia, tức là chúng ta lại quên đi cái chỗ chính yếu mà chư Phật mười phương đã muốn dạy mình. Lại vô lượng các đức Phật số nhiều như hằng sa của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp mà cùng để ra mắt Phật diệt độ Đa Bửu, nên đều bỏ cõi đẹp cùng với chúng đệ tử trời người rồng thần thải và các việc cúng dường, muốn tháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này, ta vì các Phật ngồi dùng sức thần thông lớn dời vô lượng trời người, làm cho nước được thanh tịnh. Tức là diễn tả lại cảnh giới mà Đức Phật dọn dẹp. Giống như mình chuẩn bị có pháp hội ở đây thì sáng ngày phải lau chùi quét dọn cho sạch sẽ để người ta tới người ta nghe. Thì Đức Phật lại dọn cõi ta bà này, dọn cõi tâm giới này, dọn đất tâm của mình sạch sẽ để Đức Phật mười phương lại tụ hội về.
Các đức Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báo như hoa sen trang nghiêm, nơi ao báo trong sạch. Dưới mỗi cây báo đó có tòa báo sư tử, Phật Xếp Bằng ngồi trên sáng suốt rất đẹp đẽ. Như giữa đêm tối tăm đốt đuốc lớn, lửa sáng thân Phật thoảng hương thơm bay khắp mười phương nước. Chúng sanh được hương xong vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn thổi lay các cây nhỏ, dùng cách phương tiện đó làm cho tháp ở lâu. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này, thời nay ở trước Phật nên tự phát lời thệ: coi Phật Đa Bửu kia dầu đã diệt độ lâu, do bổn thệ nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn, Đức Đa Bửu Như Lai và cùng với thân ta nhóm hợp các hóa Phật thải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thải, ai có thể hộ Pháp nay nên phát thệ lớn, khiến Pháp ở đời lâu. Có ai hai hộ đặng kinh diệu Pháp Hoa này, thời đã cúng dường Thích Ca cùng Đa Bửu, Đức Đa Bửu Phật đây ở trong tháp báo lớn thường dạo qua mười phương vì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường các hóa Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp các thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng Đa Bảo Như Lai và các vị hóa Phật. Đoạn này Đức Phật cũng ca tụng và khuyến khích chúng ta bắt đầu trì kinh. Và Đức Phật có nhắc khéo chúng ta chỗ này, tức là Đức Đa Bửu Như Lai và cùng với thân ta nhóm hợp các hóa Phật phải nên biết ý này. Biết ý ngầm mà nói là Đức Đa Bửu Như Lai hiện, cũng như là Đức Phật nhóm tất cả các Phật hóa thân ở khắp nơi về, cũng như là dọn dẹp cho sạch cái cõi ta bà này, dẹp chúng trời người đi chỗ khác này đó, thì phải các người phải biết cái ý này, nhắc lại để chúng ta biết. Tức là cái ý mà hồi nãy chúng ta nói, không phải là cái chuyện nói vậy là cái chuyện như vậy, mà chúng ta phải hiểu được cái mức độ thâm sâu của nó như thế nào. Và khuyến khích chúng ta là nên bắt đầu phát tâm để làm cho cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó thường tụ ở đời này, để cho tất cả chúng sanh đều được nghe. Và người nào mà nếu một người nói kinh này, thời đã thấy ta và thấy thân Đức Đa Bảo Như Lai. Tôi thì tôi chưa thấy, nhưng mà không biết sao tôi phải nói kinh này mới. Các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát thệ nguyện lớn, bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó, hoặc đem nói diệu cao ném ở phương khác, các vô số cõi Phật cũng chưa thấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác cũng chưa thấy làm khó, hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác vì để dạy, bảo người cũng chưa thấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời là rất khó. Đức Phật ví dụ nhiều cái chúng ta thấy, hoặc là đứng trên núi diệu cao, hoặc là chúng ta chỉ dùng ngón chân chúng ta mà búng một cái dăng cái núi đi cõi nước khác á, cũng không có khó nữa. Hoặc là đứng trên diệu cao hiện toàn thông phép màu thế này, dời cõi tam thiên đại thiên thế giới đi chỗ khác vẫn chưa thấy làm khó. Mà cái khó là trong cái đời ác trượt này có người đứng ra nói kinh Pháp Hoa để chúng ta được nghe, thì cái đó là cái điều rất là khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời rất là khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi cũng chưa thấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì, đây thời là rất khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân bay lên đến Phạm Thiên cũng chưa thấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh Pháp này, đây thời là mới khó. Giả sử người gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa thấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời là rất khó. Hoặc người trì 84.000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói khiến cho người nghe pháp đều đặn các thần thông, dầu được như thế đó cũng chưa thấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú ở trong kinh, đây thời mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muốn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng đặng A-la-hán, đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây mới thật là khó. Rõ ràng là dù có nói kinh để cho người ta chứng quả A-la-hán cũng chưa thấy khó, phải không? Dù chúng ta lấy cõi đất của chúng ta để trên mông móng ngón chân mà chúng ta bay qua tới cõi tài Phạm Thiên, việc đó cũng không khó gì, không khó gì. Cho nên đối với chuyện thần thông phép màu, hồi nãy chúng ta nói đối với chuyện thần thông phép màu, đối với cái chuyện này không dính dáng. Vì vậy mà cái thời chúng ta cũng có rất nhiều người có thần thông, mà thỉnh thoảng những người Phật tử chúng ta gặp, thì cái việc mà chúng ta tìm đạo không phải là cái việc tìm thần thông. Người chứng đạo rồi thì đương nhiên họ có thần thông, nhưng mà có những loại thần thông được luyện ra, có nghĩa là dù người đó chưa phải là người chứng được quả vị Phật thì người đó vẫn có thần thông, chưa chứng quả A-la-hán nhưng họ vẫn có thần thông.
Tức là những cái loại định của ngoại đạo, họ định sâu, họ có thần thông giống giống như là Phật chúng ta. Nhưng mà khi trắc nghiệm một câu là chúng ta sẽ thấy điều này, sẽ thấy lòi ra. Cho nên khi mà đối diện những người đó là chúng ta phải có, chúng ta nói là có cái nền căn bản hồi nãy mình nói đó. Vị đó như thế nào? Tức là cái chỗ mà đến của Ngài, xin Ngài nói thử một câu cho tôi nghe. Cái chỗ mà thông đồng mười phương pháp giới kia, nên nói đi. Cái chỗ mà tất cả các Phật đều hội tụ một nhờ một chỗ, chỗ mà dời khỏi trời người đi như thế nào? Của chỗ chấn động kia ra làm sao? Các vị phải biết cái việc này. Tức là các vị phải rõ thông việc này thì mới có thể dẫn đạo người ta được. Còn chỗ này chưa rõ thông thì có khi nếu chúng ta theo bằng cái kiểu thần thông phép màu, nó sẽ rất là nguy hiểm trên bước đường hành đạo của mình. Cho nên học đạo chúng ta nên khéo đi tìm minh sư. Thì cái vị trí của minh sư là người phải được nhận được cái tri kiến Phật. Khi nhận được tri kiến Phật giống như là cái phẩm pháp sư trước, phải không? Là phải đủ tiêu chuẩn đó mới được giảng kinh Pháp Hoa. Cũng như đến ở đây là làm thầy để dẫn đạo, tức là làm người trì kinh Pháp Hoa này. Tìm một người mà muốn vì người khác giảng nói, là cái người đó phải biết tới cái chuyện này mới được gọi là trì kinh Pháp Hoa đúng nghĩa. Chứ không phải trì là chúng ta đọc tụng, trong đi đứng nằm ngồi, trong cái việc cuộc sống của họ đều ở trong cái bể giác, phải nói như vậy, chứ không phải là bằng cái giác ngộ bình thường, mà ở trong cái bể giác ngộ đó mà đi, mà đứng, mà động dụng, nói năng, thì người đó đang trì kinh Pháp Hoa đó. Vượt hết tất cả những cái định, cái thứ lớp định đó thì người đó mới đang trì kinh Pháp Hoa. Chứ còn chúng ta còn động niệm thì vậy là chúng ta chỉ đọc chữ thôi, đọc chữ trong bản kinh chứ không phải là trì kinh đó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thuở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất, nếu có người trì được, thời là trì thân Phật. Đây Đức Phật nói nè. Các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ, kinh Pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng. Các Đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các Đức Phật thường khen, đó là rất dũng mãnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo, có thể ở đời sau độc trì kinh Pháp này. Là chân thật Phật tử trụ ở bậc thuần thiện, sau khi Phật diệt độ có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời, ở trời người trong đời, ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Phần cuối này thì Đức Phật cũng khen tặng cái người thọ trì kinh thôi. Nhưng Đức Phật nói là trì kinh đó, tức là trì cái thân Phật, tức là gìn giữ cái thân mà bất sanh bất diệt của Đức Phật mới gọi là trì kinh Pháp Hoa. Thì luôn luôn an trú trong cái bể bất sanh bất diệt, từng giờ từng phút từng giây giữa cuộc sống này, để làm lợi lạc khắp tất cả chúng sanh hữu tình trong ba cõi, thì người đó là người trì kinh Pháp Hoa. Chứ không phải là chúng ta làm lợi một hai người trong cõi này thì nó chưa tới đâu hết. Dù chúng ta có độ hết tất cả cái người trong cái quả đất này cũng chưa tới đâu hết. Không tới đâu, chỗ đó chưa phải là cái chỗ trì kinh Pháp Hoa đâu. Đó, cho nên rồi, khi một người mà trì kinh Pháp Hoa đúng nghĩa theo Đức Phật nói ở đây, là người phải luôn ở trong cái bể giác, là đi đứng nằm ngồi đều phải thực sự thanh tịnh, không có hề có một cái ý niệm nào khác, thì đó là cái người đang trì kinh Pháp Hoa. Hôm nay chúng ta nói ngang đây, chúng ta nghỉ, hoặc nói tiếp, và thời gian còn lại thì dành cho quý vị coi nào có thắc mắc, đó, chúng ta trao đổi. Trong bản kinh này hay là những bản kinh trước gì đó, hoặc là trong công phu mà quý vị có ai thắc mắc cái gì thì chúng ta sẽ, quý vị được quyền hỏi, chúng ta sẽ giải đáp. À, nếu không có chúng ta chắp tay hồi hướng nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ Phật đạo vô thượng.